Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Trong những diễn biến mới đây của Thần Ấn Vương Tọa, một nhân vật rất ít khi xuất hiện nhưng lại nhận được sự yêu thích lớn đến từ khán giả. Người ta đã truyền tai nhau rằng con pet của Long Hạo Thần chính là trùng cuối của phim. Vậy thật hư tin đồn này ra sao? Trong video này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về bí ẩn thân thế của Hạo Nguyệt nha các bạn. Hạo Nguyệt được biết đến là tọa kỵ của Long Hạo Thần. Theo thời gian cùng chủ nhân trưởng thành, đầu của nó liên tiếp được biến hóa. Cho đến khi mọc ra cái đầu thứ ba, người ta biết đến nó với cái tên nữa chính là Áo Tư Đinh Cách Lý hay Austin Griffin. Đồng hành cùng Long Hạo Thần trong mọi cuộc chiến, Austin Griffin đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ bởi giao diện ngộ nghĩnh và vô cùng đáng yêu. Cho đến hiện tại, nó vẫn luôn là đồng bạn của Hạo Thần, nhưng một khi nó thực sự thức tỉnh, nó chính là tượng trưng cho hủy diệt, không ai ngăn cản được nó, thậm chí là thần cũng không được. Sự ra đời của Hạo Nguyệt phải kể đến 7.000 năm trước, ban đầu nó chỉ có 3 cái đầu. Theo thời gian trôi qua, đến khi tiến hóa đến cái đầu thứ 6, nó đã là kẻ thù của toàn nhân loại. Chỉ bằng vào trí tuệ thông minh, từ đầu đến cuối nó không đánh trực diện với cường giả nhân loại, tu vi của nó trong quá trình đó cũng vững bước tiến hóa đến khi mọc ra cái đầu thứ 8. Lúc đó nó cho rằng thực lực của mình đã đủ mạnh, cho nên nó không né tránh nữa, bắt đầu toàn diện bày ra lực lượng phá hư của nó. Mới bắt đầu trạng thái của Austin Griffin đúng là mạnh, nhưng số lượng cường giả nhân loại thật là quá nhiều. Cuối cùng, Austin Griffin bị đánh bại, còn trọng thương. Cho đến khi lại qua trăm năm, nó lại lần nữa xuất hiện tại đại lục. Lần này nó trở thành kẻ hủy diệt, trước thuộc tính hủy diệt của nó, bất cứ sinh vật nào đều không thể ngăn cản. Nó dùng thời gian chưa tới một tháng đã khiến sinh linh sống ở diện tích 1/3 đại lục biến mất. Dù là thực vật, ma thú hay động vật bình thường, trước hơi thở hủy diệt của nó, toàn bộ biến hư vô. Việc không thể hủy diệt tiếp tục, vì tương lai nhân loại, tất cả cường giả nhân loại đều liên hợp lại, tạo ra một đại trận phong ấn có tên là Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần Đại Trận. Thế nhưng nó đã dùng thân thể khổng lồ đập vào đại trận. Cuối cùng giây phút đại trận bị phá vỡ thì Austin Griffin cũng tan nát theo. Lực hủy diệt khủng bố hình thành lực lượng hủy diệt đáng sợ nhất, càn quét cả đại lục. Tất cả sinh vật trên đại lục tại tai họa khủng khiếp đó triệt để diệt vong, đại trận cũng bị đụng nát. Hơn nữa trong giây phút nát thì vô tình xé rách không gian thế giới. Điều này đã khiến 72 thần khí tổ thành Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần đại trận xuyên qua không gian, rốt cuộc tiến vào thế giới khác. Thế giới này tên là Thánh Ma Đại Lục, bởi vì thế giới khác nhau, 72 chục ma thần mang đến lực lượng cường đại. Khi chúng nó rơi vào Thánh Ma Đại Lục thì tỏa ra hơi thở hắc ám, từ đó bị nhân loại gắn cho cái tên ma tộc. Đối với nhiều người, nếu nói ai là thủ phạm hại nhân loại rơi vào thời đại khắc ám 6.000 năm thì chính là nó, tượng trưng hủy diệt và phá hư, thần Thiên Chu, chiến đầu Kỳ Mã Lạp, Austin Griffin. Nghe đến đây, chắc hẳn các bạn đã nhận được câu trả lời vì sao Hạo Nguyệt lại là trùng cuối của phim rồi đúng không nào? Thế nhưng ở một góc nhìn khác, để mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện nữa. Từ khi thế giới mới sáng lập, Hạo Nguyệt đã được sinh ra và điều đặc biệt hơn hết đó là nó chính là song sinh với thần Sáng Thế. Sáng Thế Thần đã nói cho nó biết, tác phẩm hắn đắc ý nhất là một giống loài, tên giống loài này là nhân loại. Tuy nhân loại không cường đại, nhưng Sáng Thế lại đem một phần sự sáng tạo cho chủng tộc đó, khiến nhân loại bắt đầu có năng lực sáng tạo và học tập. Mặc dù thần Sáng Thế mạnh hơn Hạo Nguyệt rất nhiều, nhưng vì sáng tạo từ không gian mà lực lượng của hắn rất nhanh tiêu hao, đáng hận là trước khi hắn biến mất, để lại phong ấn trên người Hạo Nguyệt. Xâm cầm linh hồn nó, khiến nó vĩnh viễn không thể đạt tới trình độ như hắn, hắn không muốn hủy diệt Hạo Nguyệt, nhưng cũng không muốn nó hủy diệt đi thứ hắn sáng tạo ra. Sau này, lợi dụng đặc tính sinh linh trưởng thành, từng bước hóa giải phong ấn trên người, rốt cuộc ở một không gian khác, nó tìm về lực lượng của mình, cuối cùng về bản thể Thiên Chu Thần. Lúc cái đầu thứ 9 của thần Thiên Chu thức tỉnh, nó tìm về cảm giác hủy diệt, khi đó nó cho rằng không có lực lượng gì ngăn được nữa, Sáng Thế đã mất, nó chính là chúa tể cả thế giới. Vì đem nỗi hận với Sáng Thế Thần nên nó muốn hủy diệt hết tất cả sáng tạo của hắn, để chứng minh Austin Griffin càng cường đại hơn hắn. Chung quy lại, ta thấy rằng Hạo Nguyệt đáng thương nhưng cũng vô cùng đáng trách đúng không các bạn? Sau này, trong trận chiến cuối cùng, khi Hạo Nguyệt mọc ra cái đầu thứ 9 trở thành thần Thiên Chu, năng lượng hủy diệt của nó đã bộc phát, nhân loại và ma tộc đã phải liên thủ với nhau để chống lại nó. Tuy nhiên, vì nhiều năm đồng hành cùng Long Hạo Thần, ảnh hưởng bởi sự chính nghĩa và tốt bụng của hắn, 8 cái đầu còn lại của Hạo Nguyệt đã phối hợp cùng mọi người để phá hủy đi cái đầu thứ 9 của thần Thiên Chu. Trên đây là toàn bộ bí ẩn về thân thế của Hạo Nguyệt trong siêu phẩm Thần Ấn Vương Tọa. Các bạn có thấy thông tin này hữu ích không? Nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều điều hấp dẫn hơn nha! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!